chia ra khá là nhiều phòng. Không biết là ngày xưa làm phòng trọ hay là một cái dãy nhà bình thường đó. Trời ơi, mình vừa mới phát hiện ra ở trong đó có một cái gì giống như đầu con Lân vậy cả nhà. Đây nè, không biết phải không nữa. Nhìn rất là ớn luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ lại mình lật nó lên thử nha. Đặt nơi đi lâu rồi, đâu phải. Một hết rồi. Hồi giờ bạn mình đào thử rồi, tại vì nghi ngờ là có ai giấu gì đó ở dưới cái lớp cát này cả nhà, ngay phía dưới đầu của cái con Lân này. Nó rất có thể là ai đó đã giấu gì đó. Gần lại sao thấy cảnh ông đào được? Vậy là được rồi. Mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Linh và bạn Thức đang có mặt ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hôm nay hai anh em chạy vào cái đoạn đường cặp bờ sông Dòng Cỏ thì có phát hiện được hai cái căn nhà bị bỏ hoang này. Nãy giờ đi hỏi thăm bà con sinh sống ở gần đây thì người ta cho biết là ngôi nhà hoang trước mặt thì gia chủ đã đi thành phố và lâu lắm rồi không có quay về đây. Còn cái dãy nhà ở phía sau đó thì không biết là của ai và xây dựng lên nhằm mục đích gì nữa. Nhưng mà bà con chia sẻ là lâu lâu có một cái nhóm người bí ẩn vào bên trong đó làm những cái điều mờ ám gì không có rõ nữa. Thì rất có thể là những cái người đó là những cái người nghiện ngập hay là hút chích gì đó. Để biết được cái điều bí ẩn phía sau dãy nhà bỏ hoang đó thì bây giờ Linh và bạn Thức sẽ vào bên trong khám phá và ghi hình lại xem là trong đó có những cái điều gì mà bà con ở đây chia sẻ có thật sự là rùng rợn hay là đáng sợ hay không nha. Ở phía sau này có một cái đường lội vô này cả nhà. Thì hai anh em sẽ lội theo cái đường này để vào được bên trong cái ngôi nhà bỏ hoang này. Căn nhà bên đây thì có lẽ là vào không được rồi. Cửa trước và cửa sau đều bị khóa hết rồi. Hai anh em sẽ vào căn nhà này trước. Chỗ này bị ngập nước rồi. Cũng sâu á, mong là không có cái mương nào ở đây cả nhà. Ui, trời ơi, sình lúng quá trời luôn. Nhà này thấy là chia ra khá là nhiều phòng. Không biết là ngày xưa làm phòng trọ hay là một cái dãy nhà bình thường nữa. Nhưng mà nhìn thấy cái kiểu thiết kế này giống như phòng trọ hơn. Ui. Thôi thôi. Trong này rất là rộng luôn cả nhà. Và không có ngăn cách. Có lẽ lúc trước là người ta xây phòng trọ hay sao á. Trời ơi, Linh vừa mới phát hiện ra ở trong đó có một cái gì giống như đầu con Lân vậy cả nhà. Đây nè, không biết phải không nữa. Ê ông ơi, trong đây có một cái đầu con Lân hay gì nè, đỏ quét à, nhìn khá là ớn luôn. Kìa, ở trong phòng đó kìa. Hả? Ừ. Thấy cái đầu con Lân. Ừ. Thấy không? Thấy có gì đỏ đỏ. Giống như cái đầu con Lân vậy. Bây giờ mình đi lại đó coi thử coi. Đi qua đó trước đi. Ở giữa này chắc là làm đường cống thoát nước nè. Còn mấy cái hộc nè. Không biết nhà này xưa người ta làm gì nữa cả nhà. Nhưng mà ở trong này thì chưa có
chưa có lót đan, chưa có lót gạch, nền là toàn là cát không à. Và vừa mới vô đây thì thấy được một cái đầu giống như là đầu con lân vậy. Hiện tại là cũng chưa biết có khỏe hay không nữa, nhưng mà nhìn thấy khá là giống. Chỗ này chắc có lẽ bỏ hoang cũng lâu lắm rồi, cho nên là mấy cái tường này cả nhà bị mục hết rồi. Mấy cái chân tường nè mục hết trơn luôn rồi. Mấy cái tường này nguy hiểm lắm á nha, đừng có dịnh vô nha. Chân tường mục hết rồi. Trời ơi, trên này còn cái gì nữa nè, treo lòng thòng. Mấy cây kèo hiện tại là bây giờ mối mọt nó ăn mục hết rồi cả nhà. Có khi nào có nghiện trong đây không ta? Nhiều dấu giày dép, dấu chân lắm nè. Chắc có người thường xuyên tới lui cái chỗ này hay sao á. Nè. Tôi nghĩ là quá trời, trong này mũi quá trời mũi. Xuyên lui tới luôn. Dấu chân nè. Quá trời. Chắc là có người thường xuyên lui tới chỗ này rồi cả nhà. Rất là nhiều dấu giày dép bước đi còn khá là mới nè. Cái này chính xác là cái đầu một con lân rồi. Nhìn rất là ớn luôn đó nha. Bây giờ mình sẽ lại mình lật nó lên thử nha. Đầu con lân không ơi. Cái này chính xác là cái đầu con lân rồi cả nhà. Nhưng mà bây giờ nó bị gách rồi. Để tôi lật nó lên này. Trời ơi. Cái đầu con lân ha. Quay lại cho tao gõ nè. À đây nè. Ớn không? Nó bị mất con mắt hả gì rồi? Này có thể là hư người ta quất. Hư rồi người ta dục vô đây nè. Cái khung của nó bằng tre ha. Bằng tre. Nãy thấy tre không? Chắc dục vô đây lâu lắm rồi. Nhìn kỹ thứ đi. Nhìn ớn quá. Cái đầu màu đỏ nữa. Cái này mà ban đêm á vô gọi đèn vô cái chắc xỉu luôn. Tôi nghĩ là có người nào đem cái đầu vô để nhát ma hay sao? Lật lại đi lâu rồi. Lâu lắm rồi. Ừ, một hết rồi, mấy cái khung sườn nè, một hết rồi. À, cái lớp vải này trên đây dày lắm nè. Lên. Còn hai cái gâu nè. Hai cái gâu lò xo. Hai cái gâu bằng lò xo. Khoan khoan quá. Gì? Mình dở thôi. Thấy có gì đen đen dưới đó. Đâu? Gì đâu? Có khi nào người ta giấu cái gì đây không? Rồi lắp cái đầu. Lắp lại hả? Ghê. Chỗ này nó bị móc móc nè, không biết cái gì ở đây nè. Lại có một cái mùi gì đó nó hơi thẩm thẩm thẩm. Ừ. Nhìn thấy có một cái phần mô. Ừ. Tại vì cái lớp đất ở đây là cát nè, cho nên là người ta dễ đào. Cái phần mô này rồi xong đắp cái đầu lên lên. Là người ta cho giấu cái gì bên dưới này không ta? Có nên lấy cây đào lên thử không ta? Quan sát thử ta. Ồ, tiếng gì vậy? Gió. Chí động quá trời không ta? Tiếng gió ở ngoài hay gì? Cốc 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 cốc. Mà lấy cây người ta đang đi. Mà ông có thấy thắc mắc không? Cái nhà này xây kiểu rất là ngộ luôn. Không phải là phòng trọ. Nếu phòng trọ ai làm cột cây vậy? Không biết là xưa người ta xây cái này để làm gì nữa. Ở ngay chỗ này nè, cái vị trí này có một cái chỗ đào ha. Ừ. Đào lỗ ngõm xuống.
con gọi ký ở bên đây nó lại có một cái mô nữa. Lấy cây đào lên thử không ta? Hả? Không có cây, không có dụng cụ để mình đào chứ. Đây cũng là một cái điểm. Để tôi đi kiếm coi có cây không? Đào lên thử coi có gì không? Này có cái cây nè. Ê, đào không? Ông đây tôi cầm máy cho ông đào thử rồi có gì không? Mới đưa đây. Cầm đây. Ừ. Hồi giờ bạn mình đào thử rồi, tại vì nghi ngờ là có ai giấu gì đó ở dưới cái lớp cát này cả nhà, ngay phía dưới đầu của cái con lân này. Nó rất có thể là ai đó đã giấu gì đó. Gần lại sao thấy cảnh ông đào được? Vậy là được rồi. Có thể là sâu lắm thôi. Thôi mình đào lên một lớp thôi, có không có rồi thôi. Tại vì mình chỉ nghi ngờ thôi chứ không dám chắc là dưới có gì không. Ngay chân dưới cái lỗ này nè. Khi là có cái vụ án gì đó nó phi tan á, mình phát hiện ra được cái mình báo cho cơ quan. Ừ. Ý gì khó vậy? Chắc chắn phải có cái mùi gì đó phải không? Ừ, đúng rồi. Nếu mà có thì có một cái gì đó nó sẽ phát ra một cái mùi. Ừ. Nè thôi, bây giờ mình đi vòng vòng coi có gì đặc biệt nữa không. Tại vì khi mà vô đây gặp cái đầu con lân này cả nhà, rất là kỳ lạ luôn. Không biết là ai lại đem cái đầu của cái con lân này mà đi bỏ vào trong này. Cái dấu ở đây thì giống như là có ai đó đã giấu một cái gì đó, cho nên hai anh em mới tò mò đào lên thử xem mà không có gì hết. Ví hả? Ờ, bên này còn nhiều đồ lắm luôn. Cái ly nữa nè. Đây, cái ly này nó đóng gì vậy ta? Có khi nào người ta giật đồ để đi đây không? Giật đồ hả? Mở thử ví đó ra coi còn gì không? Giờ không ta? Ủa, nghe hững vậy? Tôi nghĩ là dơ lắm. Chỗ này ừ. Có ống quẹt rồi, nhóc luôn. Có mấy cái ống hút này là nghi lắm mà, có nghiện vô đây chắc luôn. Ừ. Ồ, coi bức tường kìa. Nó sắp sụp rồi đó. Cái này mà dịnh dịnh vô là có thể là nó sẽ bị sụp xuống luôn á. Chống chân hết rồi. Chỗ này có thể là tụ này đó. Mình tới đây có thể là vào ban đêm không? Ừ. Rất là nhiều chai lọ. Thì thường là những cái người nghiện ngập hút chích rồi đó cả nhà. Thì người ta sẽ vào những cái nơi như thế này để mà làm những cái chuyện mờ ám trong này. Và cái khu nhà này thì thấy cái thiết kế rất là ngộ luôn. Cột bằng cây và chia ra rất là nhiều phòng. Hiện tại là chưa có ngăn cách nha. Nhưng mà cửa nè, quá trời cửa luôn. Cái này có thể là mấy cái đường cống. Ngoài này coi có đường vô không? Phía bên ngoài này là lùm không à. Và không có đường vô cả nhà. Bị ngập nước nữa. Cửa sổ. Ủa sao chỗ đó người ta lại gào nữa ta? Mấy cửa sổ khác lại trống không à? Cái này giống như cái tổ trứng gà vậy ta. Ủa? Ờ. À. À, giống như một cái ổ gì đó. Kỳ vậy? Mở đây người ta gào rồi. Ta gào nè. Ừ. Sao lấy? Có hai cái gỗ ở trong này.
không có trứng nha. Một cái thúng với một cái gỗ. Khi nào ta nuôi rắn không? Nuôi rắn hả? Tôi thấy ở trong này nè, nó không có cái đường nào lọt tay vô được hết. Đúng rồi. Cái bụng ở trên không? Ủa mà tại sao người ta lại làm ở phía ngoài mà không làm phía bên trong? Ở vậy mới thấy lạ nè. Mà bên đây đâu có đâu, bên đây mình đâu thấy gì đâu. Thế là người ta nuôi cái con gì đó. Nè, bên đây đâu thấy đâu. Bên kia là cái nhà bỏ hoang. Kỳ lạ vậy ta. Nếu mà cả nhà có ai có biết cái nhà này người ta xây nhằm mục đích gì, có thể là cho Linh xin một cái bình luận nha. Tại vì nhìn thấy cái kiểu thiết kế này rất là ngộ luôn. Không phải là phòng trọ mà trang trại thì nhìn cũng không phải nữa. Rất là lạ luôn. Xây nhiều cửa như vậy nhưng mà không có ngăn phòng ra. Chỗ này hiện tại là tường nó mục hết rồi. Ồ, có da gắn đâu nữa kìa. Da gắn trên tường quá trời kìa. Ở trong này thì là nền cát nữa cả nhà. Không có lót gạch hay là đổ đan gì hết á. Rất có thể là họ xây lỡ dở nửa chừng, chưa có hoàn thành. Ôi ôi, mấy cái chân tường đó kìa. Dưới đây là mấy cái bụi môn ở ngoài nè, nó mọc vô tới trong phía bên trong nhà luôn. Căn nhà hoang phía bên này thì không vào được. Chủ bên đây thì nghe bà con đây chia sẻ là đi thành phố rồi cả nhà. Không có lâu rồi không có về. Mà không thấy cái nhà này kêu bán luôn. Nè, mấy cái cửa sổ nè. Cái này là một cái nhà, hồi nãy Linh có hỏi thăm á, là người ta nói cái nhà chứ không phải là cái chuồng trại gì hết á. Nhưng mà khi mà vô đây thì thấy cái cửa sổ đó, phía bên ngoài có để gỗ đó, giống như kiểu mà mấy cái ổ gà đó cả nhà. Thấy khá là lạ luôn. Da gắn nè. Ôi, trên tường quá trời da gắn luôn. Da gắn rất là to nè. Ông ra hả? Bạn mình nó ra cả nhà. Bây giờ mình cũng quay trở ra thôi. Xung quanh cái ngôi nhà này là bị ngập nước rồi. Cho nên là phải lội qua cái đường nước này, đường mương này mới vào được bên trong. Trời ơi. Cũng may là chỗ này nó không có sâu quá cả nhà, còn dễ lội. Trời ơi, cái chân nóng gông không à. Chắc là bây giờ anh em sẽ rời khỏi đây thôi cả nhà. Nãy giờ đi khám phá một vòng cái nhà này thì thấy rất là bí ẩn luôn. Tiếc là cái căn nhà hoang bên này nè, không có vào được. Đó, cho nên là anh em chỉ đi một vòng hỏi thăm thôi. Hỏi thăm bà con này, người ta nói là nhà bên đây thì người ta đã đi thành phố rồi. Còn cái nhà này thì không biết là cái nhà gì nữa. Nhìn thấy rất là lạ và bí ẩn. Và vô đó thì gặp được một cái đầu lân. Một cái đầu của con lân. Nhìn rất là gùng gợn luôn. Thôi, chắc là bây giờ Linh và bạn Thức sẽ rời khỏi đây. Và tiếp tục cái hành trình đi khám phá những cái nơi mới nữa cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những cái video tiếp theo nha.